Xin chào anh em đã đến với video tiếp theo của kênh Ham Tìm Tòi nhé Thì sáng nay có một cái ông bác ngoài 60 tuổi có cầm cái điện thoại hỏi mình là cháu tăng hộ chú cái cỡ chữ này nên to nhất trên con iPhone của chú Vì chú thấy nó có người dùng con iPhone này mà cỡ chữ rất to và rõ Nhưng bảo họ tăng cỡ chữ thì họ lại không biết làm Thì nhân tiện có câu chuyện này thì mình cũng làm cái video này để chia sẻ đến mọi người về cách là làm thế nào để tăng được cỡ chữ trên con iPhone to lên thì thực ra cái câu chuyện này nó cũng không còn là xa lạ gì với chúng ta cả trong cuộc sống hàng ngày có những việc tưởng chừng như là vô cùng đơn giản nhưng không phải đơn giản mà ai cũng có thể làm được và đặc biệt là ở lớp người cao tuổi thì đầu tiên mình sẽ vào cái nhật ký gọi để cho các bạn xem cái cỡ chữ hiện tại này đây hiện tại là cái cỡ chữ hiện tại đây nó rất là nhỏ đối với các bạn thanh thiếu niên hoặc các bạn trung tuổi thì cái chữ này nó không phải là nhỏ nhưng đối với người cao tuổi thì nó rất là nhỏ thế nên họ nhìn sẽ không rõ và đây mình sẽ vào tăng cỡ chữ này. Vào cài đặt này. Tiếp theo các bạn kéo lên và chọn cái mục màn hình và độ sáng này. Kéo lên và chọn cái cỡ chữ. Thì hiện tại mặc định là cỡ chữ để ở giữa. Thì nếu muốn cỡ chữ to lên thì các bạn kéo lên bên phải này. Đây thì nó sẽ hiển thị lên đây. Đây và đây. Và quay lại thoát ra và vào lại cái nhật ký gọi đây các bạn nhìn chữ to hơn không và cái chữ này nó là chữ thanh bình thường và muốn để cái chữ này nó đậm lên thì các bạn cũng chỉ và cần vào cài đặt này và các bạn cũng kéo xuống cái mục chữ đậm này và các bạn bật lên và các bạn quay ra đấy như vậy là cái chữ nó đã đậm lên này đậm từ trong danh bạ đến nhật ký cuộc gọi lẫn trong cài đặt các thứ nó đều to lên nhé đây là trên con iphone và tiếp theo thì tiện thể mình làm video về cỡ chữ thì mình cũng làm luôn trên con samsung chạy hệ điều hành android và trên con vivo nhé đây là con iphone này còn đây là con samsung này thì các bạn cũng đơn giản thôi đây là cái kích vào điện thoại này các bạn nhìn này đây là chữ rất nhỏ đúng không Thì chúng ta cũng vào cài đặt này Tiếp theo chúng ta kéo lên Và chọn là màn hình này Thì trong cái mục màn hình này Các bạn kéo lên các bạn chọn là cỡ phông và kiểu phông Kích vào nó Thì mặc định đây nó có là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 cái cỡ chữ thì hiện tại đang nằm ở cỡ thứ tư và muốn to lên thì các bạn chỉ cần kéo to lên thôi và nhìn lên trên này nó là cái bản demo để các bạn nhìn xem nó bao giờ hợp lý thì các bạn dừng lại này và đây là mình để thử to nhất này sau đó các bạn quay ra này đó thì chữ nó rất là to đúng không đây đấy rất là to và rõ cái này dành cho những người cao tuổi và để làm chữ đậm các bạn cũng chỉ cần vào cái mục cài đặt đó và các bạn kéo lên cái mục màn hình, các bạn cũng kéo lên và chọn cỡ phông và kiểu phông và các bạn kích cái mục phông in đậm vào lên. Đấy thì các bạn nhìn này, chữ đậm đây này, đây là đang là bình thường này. Và đây là đang là chữ đậm này. Đấy, quay ra. Thì như vậy là chữ nó rất là to, rõ ạ. thì tiếp theo tiện thể cũng có máy ở đây thì mình làm luôn trên con máy là vivo nhé nó cũng chạy hệ điều hành android này thì trước tiên chúng ta vào cái cuộc gọi này các bạn nhìn này cỡ chữ nhỏ này đúng không và bây giờ để làm vào nó thì mình vào cài đặt này tiếp theo các bạn kéo lên chúng ta chọn hiển thị và độ sáng này Tiếp theo các bạn kéo lên tiếp này và chọn vào cỡ chữ này. Và đây chúng ta cũng tăng cái cỡ chữ này lên và chúng ta cũng để ý cái bản demo làm sao cho nó hợp lý thì chúng ta dừng lại này. Đó. Còn nếu mà khi nào chúng ta không muốn để cái bản to nhất chúng ta khôi phục về mặc định thì chúng ta chỉ cần ấn khôi phục màn hình về mặc định này. Đây mình nhắn để cỡ to nhé. Chúng ta quay ra này. Nó đang tải này và chúng ta vào cuộc gọi này, đây các bạn thấy chưa? Số rất to và không thể hiển thị hết được 10 số nữa. Còn muốn trở về lại như cũ thì chúng ta chỉ cần quay ra chúng ta vào cài đặt này. Chúng ta tiếp tục vào phần hiển thị và độ sáng này. Và chúng ta vào cỡ chữ này. Và chúng ta chỉ cần ấn khôi phục giá trị mặc định này. Thì nó sẽ trở về mặc định này, nó ở mức 3 này. Quay lại này. Còn cái kiểu phông kiểu phông là phông chữ đấy phông chữ ví dụ như Việt Nam tam hát hoặc chấm VNVN hoặc là VN ấy, thì chúng ta kích vào kiểu phông này Thì đây nó có mặc định mà chúng ta có thể tải thêm được cái phông chữ khác về Và chúng ta quay ra này Đó Tăng tải và nó lại về nhỏ này Trên đây là cái chia sẻ của mình về cách là tăng cỡ chữ trên ba dòng máy Một là iPhone chạy hệ điều hành iOS hai là con máy Samsung chạy hệ điều hành Android ba là con máy Vivo cũng chạy hệ điều hành Android trên những cái dòng máy khác nhưng mà vẫn cũng chạy hệ điều hành Android thì các bạn cũng làm cũng tương tự như trên câu chữ nó có thể thay đổi nhưng mà cái nội dung nó cũng như là như nhau thôi thì video của mình là cũng xin dừng tại đây nhé Cảm ơn là các bạn đã quan tâm theo dõi hết cái video của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau nhé